Thưa quý vị, người Việt thì quan niệm là an cư lạc nghiệp. Muốn làm gì thì trước hết cũng phải có được căn nhà của riêng mình thì mới ổn định và yên tâm được đã. Đây cũng là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ từ các tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Tuy nhiên, theo một khảo sát mới đây thì 76% số người được hỏi cho biết là họ tạm hoãn kế hoạch mua nhà vì khó khăn tài chính do Covid-19. Nhiều người trẻ thì giờ đứng trước hai lựa chọn là nên tiếp tục tằn tiện chatbot hàng tháng trả lãi ngân hàng để sớm sở hữu được căn nhà mơ ước của mình, hay là tận hưởng cuộc sống trong một căn hộ đi thuê, còn tiền tiết kiệm thì đầu tư kinh doanh. Tất nhiên đây là lựa chọn của mỗi người tùy vào quan điểm, hoàn cảnh sống. Và trong chuyện tối nay thì chúng tôi cũng muốn cung cấp cho quý vị một góc nhìn của một người trẻ đã lựa chọn và trải qua cả hai phương án mà chúng tôi vừa nêu. Xin được giới thiệu chị Ngô Thùy Dương. Xin chào chị Dương. Mình xin phép chào Tú cùng toàn bộ khán giả chương trình Chào buổi tối. Rất là tự tin, tôi nghĩ là trải qua cả hai phương án mà nó là cái sự băn khoăn của rất nhiều người thì có lẽ là chị Dương cũng có được cái sự tự tin và quyết đoán trong mỗi lần ra quyết định của mình, đúng không ạ? Không biết là đến thời điểm này thì trong quá khứ mình đã từng sở hữu những ngôi nhà nào ở thành phố mà nó được coi là ước mơ của nhiều bạn trẻ khác hay chưa? Cách đây 7 năm mình đã từng sở hữu một căn hộ chung cư ở Time City. Tất nhiên thời điểm đấy thì được sự giúp đỡ của bố mẹ nhưng mình vẫn phải vay một khoản ở ngân hàng. Nghĩ lại thời điểm đấy mình vẫn cảm thấy rất là áp lực bởi vì với đồng lương mình vừa ra trường, mỗi tháng mình còn chi tiêu những việc khác và lại phải lo một khoản lãi của ngân hàng thì mình cảm thấy vô cùng áp lực vào thời điểm đó. Mua nhà ở Time City mà cách đây vài năm, 7 năm đúng không ạ? Thời đó là một cái số tiền rất là lớn. Đúng rồi, thời điểm đấy mình mua mình nhớ là 1 tỷ 850 triệu. 1 tỷ 850 triệu. Thời điểm này mua nhà ở Time City vẫn được coi là một khoản tiền không hề nhỏ với những bạn trẻ mới ra trường, mới lập Đúng nghiệp rồi. đó. Không biết là cảm giác hồi đó, tất nhiên là mình được giúp đỡ từ cha mẹ nhiều, nhưng vẫn có cái phần mình làm ra bởi vì mình phải trả lãi ngân hàng, thì cảm giác của chị Dương lúc đó như thế nào? Lúc đấy mình chỉ nhanh nhanh chóng chóng mình nghĩ rằng mình sẽ được sở hữu một cái tài sản rất là lớn, đấy là một cái niềm hạnh phúc của mình. Bố mẹ cũng động viên cũng muốn có một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp. Thế nên là mình cũng chấp nhận một cái phương án khá là rủi ro là mỗi tháng mình phải chi trả một cái số tiền lãi tầm khoảng 12 triệu một tháng. Thế nên là với cái công việc làm ở nhà nước của mình rồi các khoản chi tiêu khác nên thời điểm đấy nó khá là áp lực đối với mình. Nên thực ra sau 2 năm mình đã quyết định bán căn nhà đó. Tất nhiên cũng mình không muốn bán đâu nhưng thời điểm đấy mình cũng quyết định nghỉ việc ở công ty để ra ngoài kinh doanh theo nghề trầm hương của gia đình nên là mình đã bán căn nhà đó. Một quyết định khá liều Tất nhiên là với nhiều người lĩnh. thì họ sẽ tiếc đấy. Họ sẽ tiếc vì là mình mua được như vậy mà lại mất 2 năm công đi trả lãi ngân hàng thì việc giữ lại Đến sẽ thời tốt điểm này hơn. mình vẫn rất tiếc tại vì thời điểm lúc mình bán thì mình lại còn phải lỗ 150 triệu nữa cơ. Đấy, mình chỉ bán được 1 tỷ 700 triệu thôi. Nhưng thời điểm đấy mình đang cần tiền và mình cũng đang cảm thấy quá áp lực với cái số tiền lãi hàng tháng như vậy. Và chuyển sang phương án là đi ở nhà thuê. Sau đó thì mình chuyển, thực ra là mình cũng chưa hề ở căn nhà mình mua đấy bao giờ cả. Mình khi mình mua được một cái căn chung cư ấy, thì nó sẽ thường rất xa các địa điểm mình làm việc. Mình mua và mình đem cho thuê, sau đấy mình lại thuê lại một căn chung cư ở gần công ty của mình để làm việc. Nên sau đấy mình nghĩ rằng là cái số tiền mà mình lấy thì mình có thể đầu tư kinh doanh hoặc mình có thể thuê nhà ở gần cho tiện công việc của mình thì tốt hơn. Bây giờ thì có thể là với chị Dương thì mình cũng đang an cư rồi. Nhưng mà theo cái khái niệm chung của nhiều người ấy, thì phải có nhà mới là an cư. Tức là phải có một cái căn nhà của mình đứng tên mình chứ không phải là mình đi thuê thì mới là an cư. Thì cái quan điểm an cư lạc nghiệp với cá nhân chị thì chị nghĩ như thế nào? Cá nhân mình nghĩ rằng quan điểm đấy cũng đúng với một số người. Và cũng không đúng với một số người như mình bởi vì mình nghĩ là thường các cặp đôi, các cặp vợ chồng thì sẽ thường chọn phương án là mua nhà hơn. Còn những người độc thân, những người trẻ tuổi thì mình nghĩ là có thể là chọn phương án thuê nhà bởi vì với một cái số tiền lớn như vậy nó sẽ khiến cho mình cảm thấy khá áp lực. Mình sẽ không có thời gian để tận hưởng cuộc sống hay là để đầu tư làm ăn hay là những cái cơ hội trong công việc của mình. Có thể một vài chuyến du lịch với bạn bè hoặc là phụng dưỡng bố mẹ, đưa bố mẹ đi đâu đấy. Hay là những cái dự án công việc sẽ cần rất là nhiều tiền. Nếu mà mình tập trung tất cả tiền đấy để mình mua nhà thì mình sẽ không còn tiền để làm việc kia nữa. Thế nhưng mà tập trung mua nhà thì với nhiều người thì họ sẽ có một cái khoản về lâu về dài, đó là nhà của họ, đó là tài sản của họ. Chị nghĩ sao nếu như mà nhiều người cho rằng là chị đang hơi bị phí, tức là cái tiền mà mình phải bỏ ra hàng tháng nó cũng cao hơn là tiền mình phải
trả ngân hàng để mình có được một căn nhà. Vì hôm nay chúng ta nói về chuyện là lựa chọn của người trẻ là chịu khó khăn, thậm chí là mang nợ để có được nhà của mình. Hoặc là họ sẽ thoải mái hơn nhưng họ sẽ chỉ ở nhà thuê thôi trong một thời gian dài. Chị nghĩ sao? Đúng rồi, bản thân mình đã trải nghiệm rồi mà. Với cái việc mình vay để mua một ngôi nhà, thường thời gian vay nó sẽ kéo dài từ 10 đến 20 năm. Thế nên là cái việc mà để mình dồn tiền toàn bộ để mình mua một căn nhà thì nó sẽ khiến cho bản thân mình không còn tiền để mình làm công việc khác nữa. Bản thân mình nghĩ rằng là mình có thể phát triển công việc từ đấy, cái số tiền mà mình làm ra được, mình có thể dùng tiền đó để mình thuê lại một căn nhà. Bởi vì khi mình thuê thì mình sẽ hoàn toàn chủ động trong việc thuê nhà, một căn hộ có thể tiện nghi hơn, gần với công việc của mình hơn, phù hợp với các tiện ích của mình hơn. Hơn là thường những căn nhà để mình có thể mua được nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 tỷ thôi. Nhưng những căn hộ chung cư trung tâm thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều, 5 đến 7 tỷ. Trong khi mức thuê chỉ tầm từ 10 đến 12 triệu là mình có thể hoàn toàn sở hữu một căn hộ như thế ở trung tâm, từ hạng sang trở lên rồi. Nhiều người thì nghĩ là giai đoạn đầu tiên ấy, khi mà họ chọn mua một căn nhà thì họ sẽ phải trả rất nhiều tiền, hoặc là phải làm rất là nhiều công việc, trả nợ rất là lâu. Thế nhưng họ có những người thì họ muốn kinh doanh nhưng họ không giỏi kinh doanh hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, thì họ lo sợ là cái khoản đầu tư họ sẽ bị thua lỗ, họ mất cả hai, mất cả số tiền đầu tư mà không được có cái căn nhà mà bạn bè của họ sau 10 năm, 20 năm tần tiện lại có nhà. Qua những cái trải nghiệm của chị thì chị sẽ nói gì với những cái suy nghĩ mà mọi người đang lo lắng như vậy? Thực ra mình nghĩ rằng cái này thì tuổi trẻ mình nghĩ là nên liều lĩnh một chút. Nếu như chọn một phương án an toàn, như bạn vừa bảo là làm một công việc bình thường, tích cóp từ 10 đến 20 năm để có được căn nhà đó. Mình nghĩ 20 năm trong một cuộc đời của một con người nó cũng phải chiếm được đến 1/2, 1/3 cuộc đời rồi. Thế nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ trau dồi bản thân, liều lĩnh và làm việc chăm chỉ hơn thì mình nghĩ rằng cơ hội sẽ tốt hơn. Và mình nghĩ rằng đến tận thời điểm này thì quyết định đấy của mình hoàn toàn đúng đắn. Thôi chúc mừng chị Dương đã. Không biết là có nhiều người giống như chị cũng có suy nghĩ đó không, hay là chỉ mình chị đi trên con đường đó thôi? Mình có khá nhiều người bạn cũng cùng quan điểm với mình. Các bạn ấy cũng rất giỏi trong công việc, cũng thuê nhà, và thường mình thấy là khi các khoản các bạn ấy làm ra được rồi thì mọi người sẽ đầu tư cho đất đai, cho chứng khoán, thay vì là mặc dù có tiền rồi nhưng các bạn vẫn chưa muốn sở hữu một căn nhà ấy. Khá giống với một số trường hợp mà chúng ta vẫn hay nói chuyện với nhau là những người ở nước ngoài, đúng không? Họ cũng thường đi thuê nhà chứ họ cũng không mua một căn nhà cố định làm gì cả. Đúng rồi, bởi vì sau này mình có ra đi mình cũng đâu có mang được căn nhà đấy theo đâu. Nghĩ thế thì hơi xa. Hơi xa một chút. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là khi nào có thật sự nhiều tiền thì mình cũng sẽ mua một căn nhà. Nhưng là sẽ một căn nhà ở bên biển thì mình thích hơn. Nhiều người sẽ nghĩ là do chị đang độc thân thì chị mới dám liều, hoặc chị mới thoải mái, bởi vì dù sao cũng chỉ có một mình. Mà quyết định là mình tự chịu hoặc mình tự hưởng. Nhưng với những người đã có gia đình rồi, có nhiều cái thứ phải gánh vác ở trên vai hơn, thì họ sẽ không dám có suy nghĩ như vậy. Họ vẫn cần một điều gì đó cố định mang ý nghĩa lâu dài cho những người mà họ yêu thương. Chị nghĩ sao về quan điểm đó? Mình nghĩ rằng quan điểm đấy, nếu như mà ví dụ bạn đang hỏi mình là ví dụ ở một căn nhà ở Hà Nội hay một căn nhà ở tỉnh lẻ hoặc là một căn nhà ở biển, mình nghĩ rằng nhà ở các khu vực khác nó sẽ rẻ hơn ở Hà Nội rất là nhiều. Đấy, để mua được căn nhà ở Hà Nội thì nó phải rơi vào tầm từ 2 tỷ đến 5, 7 tỷ để có thể mua được một căn nhà. Cuộc sống thì mình nghĩ là ở bất kỳ đâu nó cũng ok mà. Ở thành phố biển hay là ở quê hương của mình hay là ở Hà Nội. Với cả mục tiêu của mình thì mình nghĩ cũng phải tầm khoảng 50-60 tuổi. Sau khi mà mình làm việc và kiếm tiền các thứ thì mình sẽ mua một căn nhà, nhưng mà cũng khá là xa. Và khi đó là mình đã có gia đình rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là độc thân như bây giờ nữa. Đúng rồi. Nhưng dù sao bây giờ cũng đang độc thân thành công, độc thân hạnh phúc. Và với một sự thành công và ngoại hình như vậy, cũng chúc mừng chị Dương vì đã có được một cái quyết định cho mình đã. Vì hôm nay chúng tôi cũng chỉ dám đưa ra một góc nhìn của một người thôi, chứ không phải là góc nhìn của tất cả mọi người. Thế nên là hy vọng qua câu chuyện và chia sẻ của chị Dương thì quý vị khán giả cũng có thêm được một sự tham khảo. Và ai đã có quyết định của mình thì chúng ta cứ mạnh dạn với quyết định đó. Và hy vọng là chương trình hôm nay cũng sẽ đem được cho quý vị những sự tham khảo, một góc nhìn khác về câu chuyện cũng khá được nhiều người tranh cãi hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.